viêm bàng quang. Về cái bệnh lý viêm bàng quang thì chúng ta sẽ có các yếu tố thuận lợi. Thứ nhất là về thay đổi pH, và thứ hai là quan hệ tình dục không an toàn, thứ ba là sử dụng kháng sinh. Thì đối với ba cái yếu tố thuận lợi đó thì nó ảnh hưởng ở cái hệ khuẩn Lactobacillus ở nữ và là ảnh hưởng tuyến tiền liệt của nam, nên nó sẽ có nó gây cái yếu tố thuận lợi cho các con vi khuẩn làm viêm cái bàng quang. Thì cái nguyên nhân viêm bàng quang thì là 80% là do cái con Otoli và 20% là cái nguyên nhân khác. Thì trong đó là có ở 20% thì nó có là bội nhiễm và có bệnh nền và cái nhiễm trùng cơ hội. Về nếu mà chúng ta muốn chẩn đoán xác định viêm bàng quang thì chúng ta phải có, thứ nhất là phải bệnh nhân phải có lết cộng với một cái nước tiểu. Thì nước tiểu nó sẽ có gì? Thứ nhất là bạch cầu phải dương tính, thứ hai là niêm, thứ ba là pH phải trên 7 và 7.5. Thì đối với cái viêm bàng quang á, khi mà chẩn đoán xác định viêm bàng quang rồi thì chúng ta sẽ làm cái PCR để phục vụ cho cái lần viêm bàng quang lần sau, để xem coi cái con Otoli đó là nó ở hiện tại hay là nó từ đầu nó tới. Và chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần điều trị của viêm bàng quang. Thì đối với viêm bàng quang thì trong việc sử dụng kháng sinh ở viêm bàng quang á, thì sau khi quan hệ tình dục mà gây viêm bàng quang thì chúng ta chỉ sử dụng một liều kháng sinh duy nhất. Và đối với ở tuổi mãn kinh thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh từ 5 tới 7 ngày. Và đối với độ tuổi trên 65 tuổi thì chúng ta sử dụng kháng sinh 10 ngày. Và đối với trên 75 tuổi thì chúng ta sử dụng kháng sinh 14 ngày. Sau đây thì em trình bày đã xong. Cảm ơn các bạn.